Những người có thể vượt qua các thử thách, đứng lên từ trong nghịch cảnh, đều là những người xứng đáng được nhận phần thưởng. Tất cả mọi người đều xuất phát điểm như nhau. Cách đây 10 năm về trước, mọi thứ đều bắt đầu rất khó khăn hơn so với ngày nay. Hành động của bạn sẽ được quyết định bởi thái độ, và thái độ được quyết định bởi môi trường. Bạn là một phần của một điều gì đó, nó không chỉ đơn thuần là một công việc kinh doanh. Nó còn thể hiện được sự khát khao tự do bên trong con người bạn. Bất cứ một ai cũng có thể bắt đầu với 250.000 Việt Nam đồng và làm cho tới khi xây dựng được một kinh doanh lớn. Bạn làm điều đó mỗi ngày để chứng minh rằng nó là sự thật. Bạn chứng minh bằng cách vượt qua những thử thách. Cũng có rất nhiều người làm cho bạn mất niềm tin vào bản thân. Họ có thể là những người thân trong gia đình hoặc là những người mà chúng ta gọi là bạn thân. Họ nghĩ rằng các bạn đang làm những điều điên khùng, nhưng các bạn chính là những người có khả năng tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình. Bạn phải tự ra quyết định cho hành động của bản thân. Bạn không thể phụ thuộc vào chính quyền, bạn cũng không thể phụ thuộc vào nhà trường hay một số điều khác. Chính bạn mới là người tự đưa ra quyết định thay đổi cho bản thân. Đó được gọi là sự tự do. Đó là điều mà Jay và tôi đã quyết định biến nó thành sự thật. Jay và tôi đã quyết định làm điều đó vào khoảng 50 hay 60 năm trước. Chúng tôi đã bắt đầu với mô hình kinh doanh này vào năm 1949. Lúc đó tôi 23 tuổi. Đó là tất cả những gì tôi biết về kinh doanh. Tôi đã dành tất cả cuộc đời mình để biến ước mơ đó thành sự thật. Mọi thứ có vẻ đang tiến triển tốt, nhưng các bạn biết đó. Kinh doanh không bao giờ là dễ dàng cả, cuộc sống cũng vậy. Nhưng chỉ những ai dám vượt qua thử thách, đứng lên từ trong nghịch cảnh, mới là những người xứng đáng được nhận phần thưởng. Hiện tại trên tay tôi là một cuốn sách của một tác giả tên là Dr. Norman, là một chàng trai thông minh, chuyên ngành thần kinh học. Và trong cuốn sách này, anh ta nói rằng tôi có thể mang tới bạn sức mạnh từ trong tư duy tích cực. Bởi vì có rất nhiều người chế nhạo về toàn bộ ý tưởng của những người có lối tư duy tích cực. Tôi có thể chứng minh cho bạn thấy được việc tư duy tích cực có thể chuyển hóa bạn, không chỉ về cách suy nghĩ mà là cả về bộ não của bạn, từ đó dẫn đến sự thay đổi trong từng hành động và cách nhìn nhận bản thân của mình. Hầu hết mọi người không tin vào điều này. Họ nghĩ đây chỉ là một kiểu suy nghĩ theo hướng may mắn. Bản thân tôi không nghĩ đó là suy nghĩ theo hướng may mắn. Norman cũng vậy. Toàn bộ điều này được dựa trên nền tảng của Kinh Thánh. Và Bob Shuler đã thực hiện điều này rất tốt. Bản thân tôi cũng vậy. Khi bắt đầu Amway, chúng tôi không có bất cứ thứ gì trong tay cả. Và tất cả mọi người đều bắt đầu như nhau. Cách đây 10 năm về trước, chúng tôi không có những lợi thế như ngày hôm nay. Và sự thật thì mọi thứ ngày càng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Từ sản phẩm cho tới quy trình sản xuất, marketing plan của chúng ta cũng trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Và có những khi chúng tôi nhìn lại công việc kinh doanh của mình, chúng tôi không thể tưởng tượng được công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ lớn như thế này. Có rất nhiều người chỉ nói về những điều mà họ lo lắng và chờ cho tới khi biết hết tất cả rồi mới bắt tay vào làm. Bạn sẽ không bao giờ có được thứ bạn muốn. Nhiều người luôn nói rằng tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về nó, tôi phải nghiên cứu thêm, cứ tự nhiên và tiếp tục điều bạn đang làm. Bạn biết đấy, muốn biết bơi thì phải chịu ướt. Và sau đó bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều người thành công ở ngoài kia. Họ là những người chủ kinh doanh và họ có cuộc sống mà họ muốn từ chính kinh doanh mà họ xây dựng. Bạn cần phải có một ước mơ. Đó là lý do vì sao mọi người luôn nói về ước mơ. Hãy kiếm cho mình một ước mơ và sau đó ra ngoài chiến đấu. Bạn biết đấy, bạn đã thật sự nắm trong tay một cơ hội rất tốt. Tất cả mọi thứ bạn cần làm, đó là ra ngoài và kiếm khách hàng. Khi bạn mới bắt đầu, mọi thứ không bao giờ dễ dàng cả. Nhưng cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn khi bạn kinh doanh. Hãy kiên định với nó. Chỉ cần tìm ra được một con đường, bạn sẽ có câu trả lời. Để xây dựng kinh doanh, bạn chỉ cần làm những việc đơn giản. Đó là cách mà những người khác đang làm. Ngày hôm nay, tôi muốn dành chút thời gian để nói về một chủ đề muôn thuở đang đè nặng lên vai của chúng ta. Và tôi biết tất cả các bạn tới đây vừa có một hy vọng, vừa có một nỗi sợ về tương lai. Nhưng hãy quay ngược trở lại một chút. Chúng ta lo sợ về việc có thể làm được gì, hoặc về một ai đó sẽ nói gì với bạn. Đôi khi, trong những buổi meeting như thế này,
Chúng ta gặp một số người sợ phải dẫn theo bạn bè tới meeting Amway vì sợ bị người khác gièm pha, và thế là kinh doanh của họ bị dẫn dắt bởi sợ hãi. Sẽ có những lúc chúng ta sẽ không dám làm một điều gì hết vì nỗi sợ rằng sẽ có một ai đó nói với chúng ta này nọ. Và bạn thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta cho phép họ kiểm soát cuộc sống của mình. Mọi thứ mà bạn đang làm đều đến từ quyết định của người khác, thay vì bạn có thể tự đưa ra quyết định. What's going to happen to you instead of you deciding? Now we have ai trong số chúng ta cũng đều sợ phải thất bại, sợ bị người khác chỉ trích, sợ bị từ chối, sợ thay đổi. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là cam kết với sự thay đổi của bản thân và học cách đối diện với sự thật rằng mọi thứ xung quanh chúng ta luôn luôn thay đổi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ví dụ cho cách học tự thay đổi. Về câu chuyện của 8 năm về trước, khi đó Amway còn là một công ty nhỏ, bạn sẽ thấy cách chúng tôi học cách tự thay đổi như thế nào. Lúc đó Jay Van Andel và tôi đang bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Chúng tôi mở một lớp đào tạo phi công. Đó là sự thay đổi đầu tiên. Nhưng điều thú vị hơn là cả hai chúng tôi không một ai biết cách lái máy bay. Nếu là người khác, họ sẽ làm gì trong trường hợp này? Nhiều người sẽ bảo, ồ, tôi không thể lái được máy bay, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng chúng tôi thì không để việc chúng tôi không biết lái máy bay làm dậm chân công việc. Thế là chúng tôi bắt đầu thuê hướng dẫn viên và học cách lái máy bay. Ý nghĩa thật sự mà công việc kinh doanh mà chúng tôi mang lại là gì? Và cách chúng tôi hoạt động nó như thế nào? Nhớ kỹ điều này, bạn trước, tôi sau. Điều đầu tiên mà bạn cần phải làm đó là giúp đỡ người khác thành công. Và sau đó bạn mới thành công. Đây là giá trị mà bạn cần phải giữ vững. Kinh doanh cùng với Amway không chỉ là sự thành công của bạn, mà nó còn liên quan tới hy vọng của rất nhiều người khác. Sự thành công là dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng bạn. Và tôi nghĩ đây cũng chính là nền tảng của Amway. Bạn biết không, Jay và tôi chưa bao giờ nói về việc chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền hay là doanh số mà chúng tôi muốn có là bao nhiêu. Chúng tôi chỉ trao đổi về cách làm thế nào để đem Amway tới cho nhiều người, nhưng nó chưa bao giờ là mục tiêu cá nhân của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi tập trung vào là làm thế nào để cho cuộc sống phong phú hơn, bằng cách giúp đỡ người khác có cuộc sống tốt hơn. Chính những điều này đã hình thành nên giá trị của chúng tôi. Cha tôi là một người sống rất tích cực. Bạn có thể làm được, bạn có thể làm được, bạn có thể làm được. Đó là cách mà ông suy nghĩ. Tôi đã từng hoài nghi bản thân mình rằng tôi không thể làm được. Nhưng chính ông là người duy nhất bảo tôi rằng con có thể làm được. Ông ấy không bao giờ chấp nhận khi tôi trả lời rằng con biết rồi hoặc con không thể làm được. Ông ấy luôn ở bên cạnh tôi cho dù tình thế có khó khăn đến mấy. Thậm chí ngay cả lúc tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được. Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông với chức vụ là chủ tịch hội học sinh. Và tôi được vinh dự là người phát biểu trong buổi tốt nghiệp đó. Ông ấy đã giúp đỡ tôi chuẩn bị bài phát biểu. Bài phát biểu ấy thật sự rất tốt. Vào một buổi sáng, ông ấy tới đánh thức tôi dậy và bảo, con biết không, con đặc biệt hơn thế này rất nhiều. Trong buổi lễ hôm đó, có Bộ trưởng Bộ Giáo dục là nhân vật khách mời. Với một chút động viên cộng với một chút kinh nghiệm, đã thật sự giúp tôi rất nhiều. Và cứ thế tôi tiếp tục phát biểu trên sân khấu. Sự động viên khích lệ của ông đã dẫn dắt tôi. Và đó cũng là cách để xây dựng một cuộc sống xung quanh cho những người khác. Và đó là nơi mà tôi đã hiểu được cách bắt đầu mọi thứ. Thái độ, hành động và môi trường. Bạn muốn hành động đúng. Hành động của bạn sẽ được quyết định bởi thái độ. Và thái độ được quyết định bởi môi trường. Tất cả đều chung về một môi trường mà bạn đang sống, nơi có thể giúp bạn thành công. Hãy luôn đưa mình vào môi trường đúng, nơi mà có những người có suy nghĩ giống như bạn, để họ giúp đỡ và dẫn dắt bạn. Tuy vậy, mọi người cũng không nên quá phụ thuộc vào môi trường, và hãy tự tạo môi trường cho mình. Nhưng điều bắt buộc là bạn phải làm việc và ở cùng nhau. Khi các bạn mang cho một người mới tới môi trường kinh doanh này, thì sự thành công của họ sẽ liên quan chặt chẽ tới sự thành công của bạn. Tại sao có rất nhiều người không kiếm ra được thu nhập? Đó là vì họ lợi dụng được bảo trợ và lách luật. Chính vì những điều đó, họ đã tự mang lại vấn đề cho mình với chính phủ ở đây. Chúng tôi không trả tiền cho các bạn khi bạn bảo trợ được một ai đó. Vì thế các bạn sẽ không có tiền khi làm điều đó. Lợi nhuận mà các bạn nhận được chỉ tới khi các bạn giúp người khác thành công. Và đó là giá trị nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Giúp người khác thành công trước, rồi bạn sẽ thành công. Đã rất lâu rồi tôi chưa kể lại câu chuyện về con thuyền đầu tiên của tôi.
Có lần Jay và tôi quyết định mua một con tàu thám hiểm đại dương mang tên Elizabeth. Sau đó chúng tôi dong thuyền ra khơi. Và thật thú vị khi con thuyền của chúng tôi đang lái bỗng chốc bị chìm. Cô ấy là một chiếc thuyền nhỏ xinh nhưng cô ấy có quá nhiều vết rỉ sét trên thân mình. Đó là một trong những trải nghiệm lớn nhất trong cuộc đời làm thủy thủ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã mua nó, lái nó và chìm cùng nó. Và sau này chúng tôi rút kinh nghiệm và chúng tôi lại sở hữu được thêm nhiều con thuyền khác tốt hơn. Bạn phải học từ những sai lầm của mình và có đức tin vào bản thân. Chính những điều đó mới giúp bạn phát triển công việc kinh doanh. Con tim là nơi làm cho cảm xúc của chúng ta dâng trào, là nơi mà chúng ta lấy năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Kinh doanh của bạn chỉ thật sự phát triển khi các bạn đặt trọn vẹn con tim của mình vào đó. Và tin tưởng rằng mình có thể làm được, vượt qua những rào cản và những ảnh hưởng tiêu cực, tìm ra những người khác và tiếp tục tiến lên phía trước. Chính vì thế bạn cần phải có một cái tâm thật tốt, và lúc đó bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình. Hầu hết chúng ta đều sẽ tự khám phá ra được những việc mình có thể làm được, những việc mà từ trước giờ ta chưa từng nghĩ mình có thể làm được, những giới hạn mà ta chưa từng dám vượt qua. Chỉ khi bạn đặt hết cái tâm của mình vào đó và tin tưởng rằng mình có thể làm được. Cố gắng và cố gắng hơn nữa. Đó là tất cả những gì mà bạn cần làm. Sẽ luôn có những giai đoạn mà bạn gặp phải khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Nhưng những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì, trừ khi bạn cho phép nó tác động tới cuộc sống của bạn. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn chia sẻ về kế hoạch của bạn, chỉ ra những điểm thuận lợi và khác biệt trong kế hoạch đó và bắt tay thực hiện nó. Sẽ có một số người từ bỏ khi họ thấy khó khăn. Sẽ không còn một ai tin tưởng vào kế hoạch của bạn. Nhưng nếu bạn biết mình đang đi đâu, thì thời điểm khó khăn nhất lại chính là thời điểm tuyệt vời nhất. Đó là lý do vì sao mà trong khi người khác đang làm việc, bạn lại đang tận hưởng cuộc sống. Bởi vì bạn đã trải qua hết những khó khăn trong công việc của mình. Tóm lại, 10 nguyên tắc thành công. 1. Chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. 2. Suy nghĩ tích cực. 3. Luôn tiến lên phía trước. 4. Học cách tự thay đổi. 5. Đừng làm việc vì tiền. 6. Bạn có thể làm được. 7. Luôn động viên, khích lệ mọi người. 8. Giúp đỡ người khác trước. 9. Học từ những sai lầm. 10. Tin tưởng ở trái tim.